ba đi ba nữa cũng được đó hợp rồi. Lại đi ba nữa cũng khó được đó à. Rồi mới ăn sáng ăn gì đây chẳng ơi. Thứ nhất, hai Tân Thủy. Ba Sơn Thủy. Ba Thủy. Thứ ba. Thứ ba của bảng 1. Hoa Nô đo với Phú Thủy. Thứ bảy Hoa Nô đo với Phú Thủy, đo với Phú Thủy đá về thứ ba. Đo với đang về Hà Tiêu. Và thứ ba là đo với Phú Thủy. Hoa Nô đo với Phú Thủy. Thứ bảy An Trá và Tân Thủy đang kèm nhau tập đầu. Và thứ tư Hương Giang, Hoa Nô Thường Giang. Hương Giang đang về thứ tư, đang về Hà Tiêu và Hương Giang đang dẫn thứ tư. Hoa Nô Thường Giang gắng lên. Và Lộc Thường, Lộc Thường đang về Hà Tiêu, Hoa Nô Lộc Thường và đang dẫn thứ năm, Hoa Nô Lộc Thường. Và tiếp theo thứ sáu, đó với Sơn Thủy. Sơn Thủy đang thứ sáu. Và Sơn Thủy đang bước lên, Sơn Thủy đang bước lên. Và thứ bảy, Tiên Thiệp. Tiên Thiệp. Và Thường Phong. Các cá bơi đang về Hà Tiêu. Đây là cá bơi của tổng 1. Dẫn đầu là đò bơi An Xã, thứ hai là đò bơi Tân Thủy. Đây các đò bơi đang về Hà Tiêu. Lộc Hà. Như vậy Lộc Hà đang về Hà Tiêu. Đò bơi Lộc Hà đang về Hà Tiêu. Đò bơi Quỳ Hầu có sự cố, Quỳ Hầu cố lên. Đò bơi Quỳ Hầu đang về Hà Tiêu và có sự cố cho nên đang cố lên Quỳ Hầu cố lên. Đò bơi bảng 1, Quỳ Hầu đang về Hà Tiêu.
tổng một nó ban chẳng thì biết và cái đất cha ăn cha tiếp sau ăn cha to bơi đang về đi bò với Tân Thủy. Tân Thủy đang về thứ hai. Quán hồ Tân Thủy. Ba cái đất trang cái vậy thử ba cái đất trang vào bơi bảng một đang về đích đo bơi bảng một đo bơi thứ ba vào đo bơi phù thủy đo bơi phù thủy đang dừng thứ ba và đang về đích chưa về bảng một đang về đích bơi thứ tư cái trang về bảng một cái đừng đây thường giãn này cái bài đo bơi bằng một hoan hô thường giãn thường giãn đang về đích bởi vì tỷ số tư hoan hô thường giãn đi tỷ số năm hò bơi xuân thủy hò bơi xuân thủy đang về vị tỷ số năm Mano Xuân Thủy và đầu bơi thứ sáu Mano đầu bơi Lộc Thường Lộc Thường đầu bơi thứ sáu đang về đích Mano đầu bơi Lộc Thường lại hút vai hút chân chắc luôn à về bảng một sáu đô đã về đích hai ba đô tôi đi đo với bảng một đang về đích và thứ bảy đo với thứ bảy đang về đích Xuân Lai đo với Xuân Lai đang về đích để đứng thứ bảy alo Xuân Lai đo bơi thứ tám đang về đích ở bảng một
Mano, đó là đội bơi Trường Phong. Đội bơi Trường Phong đang về đích. Như vậy các đội bơi bằng 1 đang về đích. Tên Thiệp. Hay là Mano Tên Thiệp, đội bơi Tên Thiệp đang về đích. Đội bơi Phan Xá. Đội bơi Phan Xá đang về đích. Đội bơi bằng 1. Đội bơi Phan Xá. Mano Phan Xá. Đang lên 11 đi. Và tiếp theo đội bơi Lộc Hà. Đội bơi Lộc Hà đang về đích. Như vậy đội bơi Lộc Hà đang về đích. Đội bơi bằng 1 đang về đích. Còn đội bơi cuối cùng là đội bơi Quỳ Hậu. Đội bơi Quỳ Hậu đang gặp sự cố và đang trên đường về đích. Như vậy đang chơi đội bơi bằng 1. Còn đội bơi Quỳ Hậu